Rồi, thân chào anh em, chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục với một cái clip, đó là mình sẽ quậy ha. Clip quậy nữa. Thì ở đây mình có một cái lo. Đây là cái lo ha. Cái lo này thì hát rồi nó bằng ghim bằng cái cọng dây này nè, ghim bằng cái đê này. Bây giờ mình muốn chế thành cái lo Bluetooth. Thì mình sẽ chuẩn bị cái gì ha. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem mình ở đây mình có mấy cái mạch nè. Cái mạch này có thể là cái mạch Bluetooth nè. Không biết còn hát được không à. Nên mình sẽ tính lấy cái mạch này mình sẽ chế thành Bluetooth ha. Ngoài ra đây mình có mấy cái mạch này không biết cái nào hát được không à. Nhiều lắm. Nguyên một hộp mạch luôn nè. Trên này thì mình có nhớ là mình đã có mua mấy cái mạch Bluetooth luôn á. Mình để đâu mất tiêu hết trơn à. Và bây giờ mình sẽ kiếm một cái mạch Bluetooth ha, mình sẽ chế cái lo này thành cái lo Bluetooth cho anh em xem ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này ha. Ở đây thì đây là switch nè. Ga lo nè. Con cộng con trừ là điện vô nè. Đó, bắt tín hiệu rồi nó sẽ ra lo chỗ này. Đó, bây giờ mình sẽ đầu tiến hành tháo ra, mình sẽ đi chinh phục cái lo này ha. Quan trọng cái lo này có tháo ra được không á, lâu ngày quá. Cái lo này mình đi mua dây chai được nghe anh em. Hy vọng rằng mình sẽ mở nó ra được ha. Thì mình đã tháo ra được rồi nè. Bên trong nó có một cái lo nè, có cái mạch biến đổi âm thanh nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đó là thiết kế lại ha. Dây này dây nguồn. Giờ mình bỏ cái này luôn. Không có xài cái jack nữa. Mình sẽ lấy một đoạn dây, mình sẽ trước mình có mua được cái dây chai, mình mua được mấy cọng dây rồi nè. Bây giờ mình lấy dây điện này ra mình làm dây nối ha. Hàng 2-3 cái là chúng ta có thể là ấy được à. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái nguồn đó. Chúng ta sử dụng cái nguồn chung cho nên nó là chúng ta nói cái nguồn nó từ đây qua bên chỗ vòn cộng vòn trừ nè. Sau đó chúng ta sẽ nói cái lo ra cái lo này là xong. Nhiều khi ta không cần sử dụng cái này, còn không chúng ta sẽ cấp cái này ra ngoài này trở lại. Có hai cách ha. Chúng ta trực tiếp ra lo luôn cũng được. Bây giờ mình sẽ đó là có nó nói nguồn qua đây thử ha. Nói nguồn qua trước. Thiết bị điện tử nào chúng ta cũng phải cung cấp nguồn cho nó cho nghe mấy em, anh em. Phải có nguồn điện nó mới xài được ha. Giờ ta lấy nguồn từ cái mạch này, xài nguồn chung của thằng cái mạch tôi gọi là cái mạch giải mã âm thanh TD máy nè. Như vậy là ta đã lấy cái nguồn từ đây, cái nguồn này thì nó từ cái cọng này ra này nghe nè. Đó.
Bây giờ ta sẽ cho cái nguồn vô chỗ cái mạch Bluetooth chúng ta. Cái mạch này giải mã âm thanh luôn á, cho nên là cho nó ra loa trực tiếp luôn cũng được luôn nữa. Không thì chúng ta cho nó ra cái mạch giải mã âm thanh nữa thì nó ra hai lần thì nó lược âm thanh nó hay hơn, giống như người ta lọc nước vậy đó. Quanh cộng quanh trừ nằm đâu à, đây nằm quanh cộng nè. Gấp quá. Ok. Quanh trừ. Đó. Rồi mình khi mình cấp điện cho nó đó, cái này mình không có xài pin nha. Mình xài bằng cục sạc dự phòng đi. Hoặc là xài bằng cái này. Đó. Khi mà cấp nguồn vô thì này nó có nè. Chớp rồi nè, anh em thấy không? Rồi bây giờ chúng ta chớp nghĩa là đã chứng minh nó đã ấy rồi. Bây giờ chúng ta cho nó một cọng dây đi ra lo luôn coi. Dây ra lo coi nó hát được không. Rồi sau đó là mình sẽ test thử nó cho nó vô thằng này nữa. Thì nó có hai cách nha. Cái ga lo với cái ga trực tiếp gái luôn. Chàng ơi đứt hết trơn à. Cái ruột nhỏ xíu à. Đó, đẹp. Anh em mà muốn mà hàng được thì chúng ta phải biết xi trì nha. Biết xi cái cộng này mới được ha. Không xi được là ấy da. Thua. Speak này là có cộng trừ không ta? Thôi kệ đi, lát đảo. Cái nào cũng có cộng trừ hết trơn á. Rồi bây giờ chúng ta cho nó ra gì đỏ này coi, ra dương trước đi, chấm đỡ nó vô cái đi. Còn nó hát không được thì chúng ta đảo dây lại. Ok. Bây giờ ta cấp nguồn cho thử nha. Nó có nghe âm thanh rồi đó. Đó. Bây giờ the device already ready to connect. Mình kết nối Bluetooth vô thử rồi. Bluetooth. Thằng này là thiết bị này có tên là gì không biết nữa. BGLED, BT speaker nè. The device pair successful. Ồ đã kết nối rồi đó. Bây giờ mình hát thử ha. Hát thử nào cho dính bản quyền cái báo nữa. Kênh đăng ký đi. Kênh đăng ký toàn là gái gì không người ta. Đây. Bạn mở App Store và tìm kiếm Voice App 485. Tóm cho tốt, biết và mô tả được cấu trúc thực. Không ổn rồi. The device already ready to connect.
này mấy em. Ta đi vào câu hỏi đầu tiên nha. Đó là có một chú... The device pair successful. Điều khiển chú mèo làm một số việc. Em hãy cho biết mô tả thuật toán mà chương trình này thể hiện. Em hãy biết cách... Ai chào mọi người đã đến với kênh Adol. Có rất nhiều người vẫn cứ hay thắc mắc với em là pin 485. Thật chào các em học sinh. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thầy tiếp tục với một cái... Có ghè ta. Để mình đảo dây lại nghe anh em. Đó. Rồi. Sau khi mình đảo cái... chúng ta sẽ đi vào cái này lại của bài này mấy em. Thì âm thanh nó ra lớn rồi nè. Đó là có một chương trình tạo ra trong môi trường Grab điều khiển chú mèo làm một số việc. Em hãy cho biết các bước mô tả thuật toán mà chương trình này thể hiện. Đó. Em hãy... Nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái công tắc nó nằm ở đây nè. Khi mà chúng ta mở lên á, phải không? Thì nó sẽ hát đó là hơi nhỏ tiếng nè. The device already ready to connect. The device pair successful. Mình không có mở được. Thì đây là cái đáp án nè mấy em. Mình phải thân chào các em học sinh. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thầy tiếp tục. Thân chào các em học sinh. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Bây giờ mình sẽ sang cái phương án tiếp theo. Thầy tiếp tục với một cái video. Phương án tiếp theo của mình đó là mình sẽ đó là cho nó ra cái mạch giải mã này ha. Ra mạch giải mã này rồi mình sẽ nói chung là cho ra mạch giải mã trước, rồi từ mạch giải mã này mới cho nó ra cái lo ha. Cái cách hồi nãy thì mình làm thì nó không thành công rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái cách khác. Đó là chúng ta lấy cái một cái mạch Bluetooth nè. Đây là mạch Bluetooth nha anh em. Mạch này mạch Bluetooth nằm trong cái USB Bluetooth đó. Đây. Thì nó đây là cái mạch Bluetooth nha. Hai cái này là GCD nè, 5V nè, âm dương nè, chúng ta sẽ kết nối vô âm dương vô trước. Rồi chúng ta sẽ kết nối là cái chân ga của nó. Thì nó sẽ nằm ở đó là ba cái chân này nè. Ta kết nối vô đây, vô hai cái cổng này thì nó sẽ được nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ghép xong rồi quay lại cho anh em xem ha. Rồi bây giờ chúng ta đã kết nối xong được cái mạch Bluetooth vô cấp nguồn cho nó rồi đó. Khi mà ta ghim điện vô thì cái mạch này nó sẽ phát sáng sáng lên ha. Mình có nhiều trò chơi lắm. Đó, LED này sáng lên rồi nè. Là mạch Bluetooth đã hoạt động rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đó là kết nối nó vô cái chân này nữa. Tháo cái này ra lại. Lấy cái mạch hát nhạc không được rồi anh em ơi. Nó chạy tào lao không à.
nó hát không có hay. Nên đó là mình không có để được. Làm một lần làm lần khó, cho nên mình làm ấy, anh em chịu khó xem clip hơi dài tí ha. Galo nè, bây giờ mình sẽ hàng hai cọng dây này vô LCD này. Cái mạch này là cái mạch giải mã âm thanh gì đó mình mua với giá đó là 10.000 hay gì đó, mình cũng quên rồi. Và bây giờ là mình sẽ kết nối nó vô thằng này, vô một trong ba thằng này, biết thằng nào đó. Giờ này là kết nối thử đi, nó đại đi, chúng thì chúng thì mình đảo lại, không có gì trơn á, không có ảnh hưởng gì. Nó có ba cái điểm nè, ở trên cái mạch này nó có ba cái điểm nè. Thường là cái thằng ở cuối là cái thằng trái thằng phải gì. Trời ơi, nóng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô mình test thử à. Mở lên vừa vừa thôi. Mình sẽ kết nối Bluetooth. Thằng này thường đó là nó có cái tên là Bluetooth Music nè. Nó vô đó. Không nghe. Không nghe. Không nghe thì có thể rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra, tháo này ra. 27 thôi rồi, đúng lần này rồi. Nó lúc này nó nghe hay rồi nè anh em, mình tháo ra để mình mấy mới được hang được thôi. Nó chập điện á. Nãy mình hàng đúng rồi mà tại vì mình ok. Rồi bây giờ mình sẽ phát lại nè. Hold on. Connected. Truyền thông tin với thiết bị nào sau đây? TV. Rồi các thiết bị phát sóng wifi cá nhân, đài truyền hình, trạm phát sóng điện thoại và đài truyền thanh. Có nghĩa là từ những cái thiết bị này nè, việc kẻ anh hùng thì không sợ, người dân từ sẽ vô địch. Đó, vậy là hát được rồi đó nè. Đó, tắt. Rồi cái mạch này chúng ta sẽ để vô bên trong này. Đó. Đó. Mình sẽ gắn này vô lại. Như vậy là chúng ta
Rồi bên này nó có cứng như vậy, cứ ngắt rồi, không có sao. Cái loa này trở thành cái loa Bluetooth nha anh em. Rồi, mình đã bắt vô xong lại, bây giờ mình sẽ test thử nha. Ghim vô nè. Mở lên. Đó. Power on. Connected. Đó. Đã kết nối rồi đó. Ok đó nghe anh em. Thì mình kết thúc video ở đây ha. Nãy giờ cái video nó hơi dài thì anh em xem cũng thông cảm ha. Mình sử dụng nhiều cái phương án mình làm cho nên nó là video hơi dài ha. Tạm biệt anh em nha.